Xin chào các bạn, mình là Hải Vũ và hôm nay Hải Vũ đang có mặt ở nhà vườn của anh Tấn ở phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn. Và Hải Vũ đang thấy ở nhà vườn này có một số mai xanh các bạn, một số mai xanh và cũng rất là lớn. Các bạn thấy cây này có chiều cao tầm khoảng 3 mét đến 4 mét, là nhà vườn này cũng khá là nhiều mai xanh. Và Hải Vũ làm cái clip này để làm ở kỷ niệm giao lưu kỷ niệm với các bạn cho vui, cho các bạn chiêm ngưỡng cho vui. Và trước mặt chúng ta đang có một cây xanh, cây mai có hành đế cũng khá là to các bạn xem lại. Và nhà vườn này theo như Hải Vũ thấy thì những gốc mai ở đây khá là to, tầm khoảng 80-90 các bạn. Và lên rất là nhiều tay cành. Đó, các bạn xem tổng quan lại cây mai này. Và mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn một số mai ở nhà vườn này. Có một số mai và một số xanh và một số loại cây khác rất là nhiều các bạn. Và đây là tổng quan của cây mai đầu tiên mình giới thiệu tới các bạn. Cây mai này có hành thân tầm khoảng 80-90 các bạn, rất là to. Và những cái tay cành như này là những tay cành này lên rất là nhiều nhiều tay cành các bạn. Và đây là cây mai xanh, thanh mai á các bạn. Và mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn cây thứ hai. Cây này cũng là một cây thanh mai. Và cây này nó đang sống ở trong bầu đất các bạn. Đó, các bạn xem lại bộ rễ của cây này. Cây này có hành thân tầm khoảng 80 và dưới bộ đế này, đế rễ này tầm khoảng trên 100 các bạn. Và có bộ rễ này 24 giờ các bạn. Bộ rễ này khá là to. Đây mình nhìn thấy thì có khoảng 4-5 bộ rễ đang vươn ra và rất là đồng đều. Và cái thứ hai mình giới thiệu tới các bạn thì cây này cũng là cây mai phôi, cũng là một dòng mai mai xanh các bạn, thanh mai. Và mình sẽ đi tham khảo tiếp vài cây nữa các bạn. Nhà vườn này cũng khá là nhiều cây lớn, các bạn tìm hiểu kỹ về một số cây ở đây. Và cây tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn. Cây trước mặt chúng ta, cây này có chiều cao tầm khoảng 2 mét và có bộ rễ cũng khá là nổi. Đó, các bạn xem lại bộ rễ cũng khá là nổi các bạn. Cây này có hành thân tầm khoảng 60 các bạn. Và cũng là một cây mai phôi. Và đây là tổng quan của cây mai thứ ba mình giới thiệu tới các bạn.
Và tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn một cây thứ năm các bạn, và cây này cũng rất là nhiều tay cành, và mình thấy toàn bộ nhà vườn này toàn là mai xanh là nhiều các bạn. Mai xanh là chủ lực, và cây này có chiều cao tầm khoảng 2 mét và có bộ đế rễ rất, đế thân rất to các bạn. Các bạn xem kỹ lại, cây này nó đang chiều bay ngang tàn khoảng 1,5 mét và chiều cao khoảng 2 mét. Và đây là hành thân này các bạn, hành thân tầm khoảng 100. Và cây này đang sống trong bầu đất nha các bạn. Rất là nhiều tay cành, và cây này cũng đang được anh chủ nhà vườn cắt làm, cây này đang còn là mai phôi các bạn. Đó là tổng quan của cây mai mình giới thiệu tới các bạn, và mình sẽ giới thiệu lần lượt tiếp. Nếu các bạn nào có nhà ý muốn giao lưu thì mình sẽ cập nhật số anh Tuấn trên đầu trang cho các bạn. Các bạn tìm hiểu thêm về một số mai ở đây, rất là nhiều mai lớn các bạn. Trước mặt chúng ta là một cây mai có hành thân tầm khoảng 70-80. Và cây này cũng thành phẩm rồi các bạn. Và đây là tổng quan của cái nãy giờ mình giới thiệu tới các bạn. Và nhà vườn này rất là dễ tìm nha các bạn. Đây là sân bóng phường An Sơn này. Rất là dễ tìm. Đây là phần phía bên hông sân bóng phường An Sơn các bạn. Và đây mình giới thiệu tới các bạn cây mai này cũng là cây mai thành phẩm rồi các bạn. Là cây mai xanh. Và cây này có chiều cao tầm khoảng 4 mét. Và bay ngang tàn tầm khoảng 2,5 mét. 2,5 mét, 3 mét các bạn. Các bạn xem lại. Rất là nhiều mai lớn. Và đây là bộ rễ. Bộ rễ và thân của cây này. Các bạn xem lại. Cây này là một thân các bạn. Một thân có hành thân tầm khoảng 90 các bạn. 90-100. Cũng rất là lớn. Và tổng quan của cây mai mình giới thiệu tới các bạn, cây này là có chiều cao 4 mét nha các bạn. Và đây, tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn là đây là một cây mai bay các bạn. Cây mai bay, nó đang có thế bay này các bạn. Và cây này bay xa tầm khoảng 2,5 mét. Và có chiều cao tầm khoảng 1,5 mét các bạn. Cây này có tay cành khá là to. Đó, các bạn xem lại bộ rễ và thân cây này. Cái này có hành thân tầm khoảng 50 và có hành đế to hơn. Và cái này nó đang có thân khuyết các bạn, một nửa mảnh đời các bạn. Đó, nó bay rất là xa và tay cành cũng khá là to các bạn. Và tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn
Đây cũng là một cây mai mai xanh các bạn. Cây này có chiều cao tầm khoảng 2,5 m. Cây này cũng nửa mảnh đời còn lại các bạn. Sống cái này nó đang sống nửa thân, nửa mảnh đời còn lại, nhưng mà tay cành ở trên rất là khỏe các bạn. Tay cành rất là khỏe nha các bạn. Và rồi tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn. Trước mặt chúng ta đây là một cây mai tứ quý các bạn. Nhà vườn này rất là nhiều cây. Cây mai tứ quý này có chiều cao tầm khoảng 3 m. Và rất là nhiều tay cành. Và đây, đây là bộ phận thân. Thân lên rất là nhiều tay cành, cũng khá là đẹp các bạn. Khá là đẹp. Và đây là tổng quan của cây mai tứ quý. Các bạn xem và tìm hiểu kỹ. Và nhà vườn này có thể giao lưu với các bạn. Rất là nhiều cây đẹp. Và trước mặt chúng ta cũng đang có một cây mai xanh. Và chúng ta tiến tới tham quan một cây mai xanh này rất là lớn. Và đây các bạn, mình giới thiệu với các bạn, đây là một cây mai xanh có bộ rễ khá nổi và khá là đẹp các bạn. Đó, các bạn xem lại, rất là nhiều tay cành lớn. Cây này có chiều cao tầm khoảng 3 m và rất là nhiều tay cành lớn. Và cây này là cây thanh mai nha các bạn. Và đây là cái phần bộ rễ nổi các bạn, khá là đẹp. Và đây là tổng quan của cây mai mình giới thiệu tới các bạn. Cao tầm khoảng 3 m và có tán rộng tầm khoảng 2,5 m các bạn. Cây này có hành thân trên 100, hành đế trên 100 các bạn. Hành đế tầm khoảng 120 và hành thân tầm khoảng 100. Rất đẹp, rất xuất sắc. Và tiếp tục mình giới thiệu tới các bạn về một số cây ở đây nữa. Và trước mặt chúng ta là đang là một gốc khế các bạn. Gốc khế này có hình thân rất to các bạn ơi. Các bạn xem lại, gốc khế này có hình thân rất to và cũng có thể giao lưu với các bạn. Và số điện thoại của anh Tấn, chủ nhà vườn, mình sẽ cập nhật trên đầu trang cho các bạn. Rất to và rất đẹp. Cây khế này có chiều cao tầm khoảng 3,5 m. 3 m, 3,5 m và có hành thân hành đế thì rất là to. Đó, các bạn xem.
Và mình cũng clip này thì mình cũng giới thiệu cho các bạn về một số cây, và cũng có một số cây gọi là khá là đẹp là mình cũng đã đăng lên cho các bạn xem, và cũng chỉ tìm hiểu những cây đẹp. Thì trước mặt chúng ta cũng đây là một cây xanh các bạn, cây xanh cổ thụ bóng dáng rất là to, và những cây này cũng có thể giao lưu. Mình giới thiệu đầy đủ cho các bạn, và các bạn nào yêu thích cây nào thì hãy điện thoại trực tiếp cho anh Tuấn. Và tiếp tục đây cũng là một cây xanh các bạn. Mình giới thiệu đầy đủ hết cho các bạn. Bạn nào thích chơi mai thì tìm hiểu về mai, thích chơi xanh thì tìm hiểu về xanh. Nhà vườn này cũng khá là nhiều cây lớn. Đây nữa các bạn, khá là nhiều mai lớn. Cái này có hành đế tầm khoảng 178 á các bạn, to lắm, lớn lắm, và có hành thân tầm khoảng 100 trở lên các bạn. Và đây là tổng quan khu vườn, và hiện giờ khu vườn phía sau mình đang quay thì đang có một số xanh cỡ lớn và cỡ trung, số xanh cỡ lớn và cỡ trung, các bạn tìm hiểu thêm. Và cũng có một số mai, và đây là anh Tuấn chủ vườn các bạn. Mình làm cái clip kỷ niệm của anh Tấn với nhà vườn vườn mai của anh Tấn. Rồi, cảm ơn anh Tấn. Và rồi clip này thì Hải Vũ chỉ quay tổng quan khu vườn cho các bạn tìm hiểu, và nếu các bạn yêu thích cây nào hoặc muốn giao lưu cây nào thì hãy điện thoại trực tiếp cho anh Tấn hoặc điện thoại cho Hải Vũ. Hải Vũ sẽ hỗ trợ các bạn đến nhà vườn này và tìm hiểu thêm về một số gốc cây ở đây. Khá là nhiều, khá là lớn các bạn. Rất nhiều. Số điện thoại của Hải Vũ là 0122 555 2155. Và số điện thoại của anh Tấn chủ vườn thì Hải Vũ sẽ cập nhật trên đầu trang cho các bạn, để các bạn dễ tìm hiểu. Và nhà vườn này rất là dễ tìm các bạn. Nhà vườn này sát bên trung tâm sân bóng của phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn. Rồi, hiện giờ mình đang thấy rất là nhiều mai lớn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và chúc các bạn tìm được vài cây ưng ý cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn.